Rồi, bữa nay sẽ mời cả nhà ăn món gỏi tôm má heo trộn đu đủ nha cả nhà. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Lâu rồi nay mình mới làm lại món này đó, ăn với lại bánh phồng tôm của Ấn Độ nha nhà. Mình thấy bây giờ nó bán nhiều quá, mình cũng mua thử ăn coi nó ngon không. Đó, thì bữa nay mời cả nhà ăn với mình cái món gỏi nha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Chào cả nhà hôm nay có khỏe không cả nhà ơi? Rồi, bữa nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà món gỏi đu đủ tôm tôm thịt, mà không phải là tôm tôm thịt đúng rồi, nhưng mà là má heo cả nhà. Đó, đây là má heo mà mình mua mà nó lóc da hết trơn cả nhà, còn thịt với lại mỡ thôi, ngon ghê đó. Không có da mình thích hơn, mình không thích ăn da mấy đó. Đó, ngon ghê chưa. Rồi tôm nè, mình cũng đã luộc rồi, hai cái này mình luộc, mình ngâm nước đá mình mới vớt ra cả nhà cho nó giòn. Đó, xong. Còn đây là đây là đu đủ mình cũng bào ra xong rồi nè, thêm chút ít cà rốt mình cũng bào ra xong rồi. Bữa nay là cũng làm món này nhanh gọn lẹ cả nhà ơi. Mấy cái này thì mình phải là làm sẵn hết trơn rồi, đâu có cần chia sẻ bào đu đủ gì, mình làm sẵn hết. Đó, còn bây giờ còn thiếu một cái nữa là rau răm. Đi ra ngoài vườn hái rau răm vô là bắt đầu mình sơ chế, mình cắt ra cái mình trộn mà cả nhà ăn bữa trưa nha. Đó, quá chừng rau luôn cả nhà thấy không. Rồi, chứ cà tím mình nay trái quá chừng luôn rồi nè. Trời ơi, trái ra là chùm luôn cả nhà. Đó, này cà tím chắc cà tím Nhật cái gì, trái nó sọc. Đó, quá chừng trái luôn. Rồi, hôm đó mình nói không có trái, nay ra quá trời luôn rồi nè. Đây con nè. Cái nè, rau không lủi nó tốt nè. Rau thôi, quá chừng rau đâu làm gì ăn cho hết rồi cả nhà. Cái rau dấp không? Rau dấp với lại rau húng cây rồi nè. Nhà coi nè, quá chừng luôn là mình đâu quá là mai là mình trồng trong chậu không nữa cả nhà. Mà mình còn chưa có sao mình ăn hết nổi luôn á. Quá chừng nãy tốt luôn nè. Quá trời trái luôn nè. Quá trời trái luôn nha. Để hái trái chanh vô làm nước mắm nữa. Cái cà tím đây nè, nay nó cũng ra thêm trái, mà cây hai cà này là ra nhiêu là mấy cái anh kia ăn hết trơn à. Mấy ảnh đó hả, mê cà tím nè, hai cây cà này nè. Bùng tơi cũng lá nó mọc lên bự quá trời. Nhà thấy không, rau răm quá trời luôn nè. Thôi đến giờ mình để máy xuống mình cắt rau răm vô cả nhà nha. Các bạn nhớ cho ra bao nhiêu đây là đủ rồi cả nhà ha. Màu của nhà mình nay nó đổi màu rồi cả nhà. Ngộ lắm. Năm nào cũng vậy hết á. Người ta chưa đổi màu là nó đã đổi màu trước rồi, nó đụng trước người ta hết trơn á. Quá trời, nay năm nay nó cũng cao, nó lớn mà. Màu cam cam ngộ. Ở mấy nhà trường mà vòng vòng chưa cây nào đổi màu hết, là năm nào cũng vậy, nó là nó đổi màu trước. Ngoài gì đó hả? Rồi xong rồi, ta đi vô nha. Rồi đây là nguyên liệu má heo, tôm mình cũng luộc xong rồi, đu đủ, cà rốt, rau răm đó, thấy không? Xong bây giờ đã đủ nguyên liệu rồi, giờ mình chuẩn bị mình cắt thịt, mình lọt tôm xong rồi mình sẽ trộn nha cả nhà nha. Rồi, nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi cả nhà. Đây là tôm mình lột xong với lại má heo. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Cà rốt. Rồi, đây là đu đủ mình cũng đã mới trụng nước sôi xong đó cả nhà. Đó. Rồi, củ hành, rau răm, nước mắm trộn gỏi. Đó. Mình pha nước mắm trộn gỏi thì tỏi, chanh đường, tỏi ớt mà pha đặc nha cả nhà, mình không có pha lỏng, mình pha đặc.
kẹo nè, để trộn cho nó đừng có ra nước nhiều. Rồi bây giờ xong xuôi hết thì giờ mình sẽ trộn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho này là đu đủ mình trộn qua nước sôi rồi nha cả nhà. Này mình mua một cái đu đủ nhỏ thôi, không có bự. Đủ nè, ở đây là cà rốt. Cà rốt rồi. Tôm thịt cho vô luôn. Tôm thịt nhiều quá. Đây là rau răm với củ hành. Nước mắm. Nước mắm đặc luôn nè cả nhà. Kẹo luôn á, mình pha cho nó kẹo. Thế vậy là trộn lên thôi. Lâu lắm rồi không ăn cái món gỏi đu đủ trộn tôm thịt. Lúc trước hay ăn đu đủ tại nhà, đem ba cái mắm cá cơm đồ mắm này mắm kia trộn đu đủ với mắm không à. Nay trộn đu đủ tôm thịt. Ngon dữ sợ. Mấy cái má heo này mua mình thích ghê vậy đó, nó không có già. Này mình mua chợ online không á. Đu đủ thịt heo đồ này kia nọ mình má heo mình mua chợ online không. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Cho thêm vài lát ớt lên đây nè. Ớt này ớt nhà mình trồng đó. Nó nồng nồng nhưng mà không có cay dữ. Rồi bây giờ mình sẽ cho ít hành phi lên nha cả nhà. Cookie. Ok. Rồi. Xong cả nhà ơi, hấp dẫn chưa? Rồi xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ dọn qua bàn mời cả nhà ăn trưa với mình nha. Gỏi đu đủ trộn má heo với tôm với lại bánh ăn với lại bánh phồng tôm Ấn Độ cả nhà. Mình thấy hả bán lâu rồi mà hả mình không có mua, mà nay mình thấy đi chợ ra ngoài đó mình thấy nó sale rẻ quá, mình mua về ăn thử coi ngon không cả nhà. Thôi dọn ra bàn mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi mời cả nhà ăn gỏi nha cả nhà. Coi như là ăn salad giảm cân. Giảm cân mà toàn thịt mỡ xong. Giảm cân mình thích ăn má heo luôn mà. Má heo nó có mỡ nhưng mà nó giòn cả nhà ơi. Mình mua cái chợ này mình rất là vừa ý là nó róc cái da ra, nó bỏ trơn, nó không lấy cái da. Đó là mình ăn với lại cái bánh phồng tôm này nha cả nhà. Trời ơi thì thấy nó bán nè, ở trong chợ Mỹ nó bán một phát vậy tới 3 hộp luôn. Mình mua thử mà hả về mình mua ăn nổi, tại vì thấy nó đang giảm giá đó. Ba hộp này mà có $5 à, mà không biết ăn được hay không nữa đây. Thôi bây giờ mời cả nhà nha, ăn miếng gỏi trước đi. Quá là ngon luôn cả nhà ơi, lâu lắm rồi đó. Mình hổm rồi mình ăn toàn là gỏi đu đủ trộn mắm đâu không hà, nay bắt đầu mới ăn gỏi đu đủ trộn tôm thịt cho nước mắm nè. Mời cả nhà nha, ăn con tôm rất là ngon. Có bỏ mấy miếng hành phi lên cho nó thơm quá trời, nhai chúng nó thơm nó giòn.
tính là dạng như là bánh 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 phồng tôm của Ấn Độ. Mời cả nhà nha. Ăn cũng được. Hơi có mùi cà ri. Nó mùi gì đó. Tròn gì nè, trong ruộng nó bọng. Dồn miếng gỏi và tôm thịt vô là nhà bỏ miếng rau răm. À, vậy là bỏ vô trong miệng là giòn tan luôn. Còn muốn cho đậm thêm chút nữa cho xíu nước mắm rồi. Ngon. Đậm đà hương vị quê hương. Bỏ vô một miếng má heo. Miếng má heo bự quá. Một miếng rau răm. Miếng gỏi. Rồi mời cả nhà nha. Ngon quá. Má heo luộc cái mình ra mình ngâm vô nước đá lắm nè. Ăn giòn ghê luôn. Béo mà giòn xịt xịt. Ăn nhậu miếng lắm, cay quá. Mình mua trái đu đủ nhỏ rồi đó. Nó luôn nhỏ xíu à. Mà bà ra chọn một dĩa này luôn rồi đó. Giờ mình có kinh nghiệm ở nhà, mua trái gì mua nhỏ nhỏ chút, không ham bơ bự, không lớn gì nữa trơn. Mình làm cho nhiều, mình ăn không hết, mình bỏ tội chết. Cái loại mà ăn hết ráng ăn mà. Mỗi bữa đậu cay xong nãy cay dữ trời. Thấy nó vàng vàng rồi. Mình hái mà cay vô á. Mà mỗi bữa mình ăn theo thấy cay, xong nay ăn cay quá. Ăn tại quá. Ăn chung với đậu răm nó cay nữa. Chứ thường thường mình ăn đâu thấy nó cay dữ luôn. Trời ơi. Mấy cái teo rẻ, quốc 3 hộp này là cả nhà. Nó bán lần 3 hộp chứ đâu bán một hộp đâu, nên là phải mua 3 hộp luôn mà có $5. Về nhà hả, không ai ăn hết trơn á.
này buồn buồn nào mà nhai chơi cũng được, nhưng mà tự nhiên thấy nhiều quá ngán không dám ăn luôn. Rồi mời cả nhà nha. Rau răm nhà chồng tốt quá rồi. Ăn hoài. Hôm nay rau dắt rồi, rau cũng cay rồi, tùm lum hết trơn, đâu ăn nổi đâu. Không biết làm gì ăn. Mới ăn vậy cho no rồi các nhà ơi, biết sao không? Vậy đó, đây nè, no rồi đó. Ăn mới có một góc thôi cái nhà mà no quá trời luôn à. Ủa sao gỏi mà bữa nay thì mình ăn mau lo ăn. Chứ hay là nãy uống cà phê ta. Ăn mới có một góc thôi mà no, ăn mấy cái đó một tuần. Ngon. Ngon cả nhà. Thì bữa nay mình cũng chia sẻ với cả nhà bữa ăn trưa món gỏi đu đủ với lại má heo với tôm với lại má heo cả nhà. Trộn ngon quá trời luôn á. Trời ơi. Má heo nó cũng có mỡ nhưng mà cái ngay cho cái má nó giòn ghê luôn á. Mình luộc xong rồi cái mình trộn vô ngâm trong nước đá đó cả nhà, vớt ra hả, ăn còn thật sự cung. Để là no á, ăn rồi từ bánh phẩm rồi cả nhà, ba hộp vậy mà có $5. Thì thôi bữa nay cũng chia sẻ cả nhà bữa, món gỏi đu đủ má heo với tôm, trời ơi ngon lắm cả nhà ha. Thì bữa ăn cũng xong rồi, cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn xem video ủng hộ mình cả nhà. Thì kênh của mình thì chỉ là chia sẻ món ăn thôi chứ không phải mình dạy nấu ăn, bây giờ mình biết nấu ăn rồi cả nhà, chứ hồi trước mình không có biết nấu ăn đâu. Mình làm YouTube là coi 2 năm nay rồi đó ha. Mình giống như là mình cũng có suy nghĩ rồi nha. Mình suy nghĩ nhiều khi mình nghĩ món này món kia tự mình nghĩ, chứ còn mình nấu theo cái cách của nhà mình, cái mình thích mình ăn thôi à, chứ không có bài bản gì hết trơn. Nên là cả nhà coi thì cho vui thôi. Với lại mà thích cái món ăn giống như mình làm đơn giản dễ làm thì làm ăn thử đó. Thôi thì tới đây cũng tạm dừng và cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn xem video ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều lắm, và hẹn cả nhà video tới. Bye bye.